đây là huyện Yên Châu. Hôm qua là mình ở Mộc Châu, kế bên huyện Yên Châu, kế bên Mộc Châu là huyện Yên Châu nè. Đây là quốc lộ 6, đây là cái mô tô mini của mình. Để có cái cầu mà nước nó cạn là cạn khô luôn. Đây là đèo, đèo Chiền Đông dài 8 km. Đây là của Yên Châu, của huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La. Đây cách Sơn La khoảng 50 mấy km. Mực, mực món gì đây? Mực xào keo củ. Sao chứ rau củ. Coi chừng rớt cái bếp. Tương lai đó. Tương lai gì? Hết gà hả? Còn mảnh mà. Còn mảnh mà. Nó sáng không chuyển luôn. Có nhớ rồi. Hết mảnh rồi. Hả? Hết mảnh rồi. Rồi, ít siêu rồi. Ít siêu rồi. Chuyển đi. Vui quá chợ đó. Vui gì? Nó chuyển đi, nó vui quá chợ đó. Đổ mày ơi. Đổ sau lưng em. Trời ơi, đổ. Lấy khăn này lau rồi. Lấy khăn giấy lên giấy. Khăn đó chả. Đó, kéo lại cho dính. Lấy khăn lau liền để nó chảy vậy. Thì sao? Ta chưa ăn, không ăn rồi. Nó bụng hả? Gộp buổi sáng thành buổi trưa luôn. Cơm. Danh lam thắng cảnh sông Đà. Đây là một nhánh sông Đà nước xanh, quá đẹp. Đây có, đây có chiếc đò. Lớn rồi mà bé gì. Đây là huyện Mường La của tỉnh Sơn La. Còn đây là sông Đà nha. Sông Đà này là gần đập thủy điện sông Đà luôn. Đập thủy điện của tỉnh Sơn La rất là lớn. Sông Đà. Bài thơ sông Đà nổi tiếng à. Mình lâu quá mình không có thuộc luôn. Đó, trước mắt đằng trước mình là thủy điện Sơn La, một thủy điện rất lớn.
Đây là cái hướng mình đi đi qua Sa Pa, đây cách Sa Pa khoảng 200 cây số nữa. Đây, một dải sông Đà. Dải sông Đà mênh mông. Nước xanh trong luôn. Núi đồi trục trục đẹp đẹp. Lên đường thôi, 200 km. Đây là thủy điện Hội Hội Quảng của bản chất nha. Địa chỉ là xã Mường Cang, huyện Than Uyên. Huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu. Đây, thủy điện này rất là hùng vĩ. Đây là trên đường đi Sa Pa. Đây Sa Pa cho khoảng còn các bạn 170 nữa quá. Đây. Mobile home xuyên Việt của mình đây. Một bên là vách núi sừng sững nha. Đường này rất là dài. Xe mình phải bảo đảm an toàn nha, bảo đảm an toàn kỹ thuật, bảo đảm an toàn kỹ thuật. Đời đường này rất là vắng, một bên là vách núi, đấy, vách núi dựng đứng luôn. Rồi tự sướng nè, tự selfie nè, cầm điện thoại kể kể nha, ấy xuống dưới cái là từ từ đẹp quá. Hiện tại nó không có xả nước cái gì mà nó không, nó khô queo ha. Sông khô queo sâu chắc 100 mấy 100 mét à. Đằng kia là một cái rừng nguyên sinh.